Rồi, chịu 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 rồi. Vòng quay nó khắc nghiệt. Đây. Vòng quay vừa nó khắc nghiệt thôi. Mình muốn cũng muốn tranh thiệt đó nhưng mà thôi. Anh em chơi tuần 1 anh mạnh à? Em chơi 4 biển, đánh không lại nên mới kêu solo Yasuo. À, anh Udo rồi, ok, sorry em. top số lẻ à? 571 7751. Chưa có 3. Ờ đúng rồi. Có mấy lần 7? 1, 2, 3 lần 7. Thế thì làm thêm một lần 1 nữa với cả một lần 5 nữa đúng không? Nói đi Vy ơi. Anh em chờ tí nhá. Cảm ơn Thanh Bình nha. Cảm ơn Thanh Bình. Ok, cảm ơn mọi người nha. Ủa trước bia điện thoại của này sẽ rách không ai lấy. Ờ. Thôi, một đồ vãi đái rồi. Không làm nhà được 10 tiền nhỉ. Các bạn nhìn gấu cho người ta đánh rắm kìa. Đánh rắm liên tục luôn ấy. Gấu kiểu bị đầy hơi ấy. Gấu nhà mình kiểu bụng lúc nào cũng là trong trạng thái vừa mới ị xong. Không bao giờ đánh giám cả, cay thật sự. Cá sấu. À, cá sấu ơi, có ngủ ván này lần này em có ngủ với anh không? Em có ngủ với anh không à, người anh em? Ngủ với anh nhá. Để xem nào. À, cạnh tranh cá sấu mà ván được, vừa nãy hai pro con kia rồi bây giờ hai pro cá sấu. Ờ, nhà này cá sấu ít mà. Được rồi các bạn này, chọn này chơi tới bên cá sấu không? Quay đi ơi. Có một găng tay. Rồi, này đã quỷ thương môi lô à. Từ từ nhá. Úp khiên cho ra ra bạn ơi. Cho ra gọi được lần cây nữa nào. Ờ, không biết con nào nữa rồi. Anh em tuần lễ vàng có gì hot không á? Tuần lễ vàng là tuần lễ của bọn anh ấy mà. Thì bọn anh phải stream chăm hơn. À, với mọi người thì anh chưa biết là có gì hot không? Không biết là có được tặng thêm cái gì trong lúc xem không? Hay là drop gì không? Nhưng mà mọi người cứ follow, cứ theo dõi.
Nếu như có cái gì hot á, mọi người nhớ nhận tặng lại cho mình là được. Hai Neko đã một đồ lớn rồi còn hai Neko nhỉ? Đỏ thế. Anh chơi. Chơi pa ơi. Búp đi người anh em. Đúng rồi. Bắn nó, người anh em. Gọi cây lên người anh em. Ê, thắng cơ. Nó lại là điểm chó khó tìm anh em ạ, khó tìm. Anh chơi cá sấu ngủ xuống rừng đi anh ơi. À anh không ra em ơi, nãy giờ anh không ra cá sấu nữa rồi. Khi nào mà tên đầu tiên chúng ta phải ra tầm 3 4 con ấy, chúng ta chơi. Thiệt cơ. Là cái gì? Găng tay. Mẹ găng tay đi. Găng tay được đấy. Găng tay đi. Ê, con găng tay này là mấy đồng ta? 2 đồng. Vậy là mình là bao nhiêu? 15 cộng 2 17 rồi à? Chưa có đúng không? Ok, chưa đủ. Đấy, ngọc cây 2 này. Đó, cho ta cân bằng cái lợi thế về đồ bằng cái này đấy. Cho vào con này, nếu ra Luden thì sao? Có ra vọng âm Luden thì ngồi cười hành hạch cả. Chơi bời, tới bến đi anh em ơi, tới bến đi. Phong kiếm luôn mà, đỉnh luôn mà. Tên này là lên up level nhé. Rồi, lốc lấy tần luôn, chí quá. Đặt lốc tinh tế quá. Rồi, giết hết những con trầu rìa đã. Giết con tuần sau. Đúng rồi, kệ mẹ nó. Cây tiếp, bắn chết Dai Na đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con tuần nó không chịu được 4 con công kích cùng lúc đâu. Nó chỉ chịu được 3 con thôi. Rồi. Awesome. Cái này chưa đủ 30. 31 luôn. Con này 2 rồi, bán luôn. Không có định chơi hơn. Chơi trội cùng đồng đội là chết. Tuần này ra đồ như cứt. Hy vọng tuần này phân bóng còn mau cài để gánh. Phân được đúng bóng mau cài, em phải tặng cho mày một Neko luôn. Nào, biến hình đi em. Việt Nam nói là làm. Phân bóng mau cài, tặng một Neko. Rồi, tốt tí ta mua cho con Neko. Chờ đi. À, ngoan quá các bạn ạ. Việt Nam nói là làm nha. Tí mình sẽ mua một con Neko để tặng nó. Nếu các bạn chưa biết là thì mấy con quái vật rừng là Maokai với Neko người yêu nhau nhá. Nên là ý mình là như thế. Chào Vương Hưng nha. Ấy Neko chơi pháp sư nước ra thẳng brand 2 luôn. Đỏ vãi đài nhê. Thôi bỏ ghi của thằng T-Boy đi không nó cứ ỉa ỉa. Nó ỉa hoài. Là người em. Mày tin lời thề mà đi đấy. Mày tin lời thề gì? Ai bảo bạn tin lời thề của mình làm gì? Thề cái chết chữ ống. Cái này ra tiền thì mình đã sát lover, không ra tiền thì thôi. Đây ra đồ đi, mình cần đồ nhá. Mình từ đầu giờ mình có mỗi cái này rồi đấy. Làm vốn rồi đấy. Rồi, đai lưng gì đi. Phải có khổ gì đi. Em thần à. Em thần.
Chả lắp gian thần làm gì. Chào Uni nha. Chào Phúc Phan. Ui đồ gai góc này. Đỉnh rồi. Và tôi lấy level nó thật thì mình cũng trả tiếc tiền đâu, nhưng mà ý là nó không chất lượng hơn đấy, nó vẫn thế, nó vẫn Nguyễn Y Vân 1 2 3 4 5 6 luôn đó, người ta lên level nó phải thế, người ta giữ win streak. Mình thì kiểu lên level chả khác biệt gì cả, mình không muốn lên lắm. Nước cộng triệu hồi có khỏe không anh? Có chứ, khỏe lắm em. Con kìm vài tay giờ ra hơi lắm. Mình hơi khinh thường nó. Mấy bạn kia đi lại. Mình thề với các bạn, lạnh vãi nồi. Đi lại sau lưng mình gió ấy, lạnh tê hết người luôn ấy. Cái phòng mình bắt đầu nó lạnh rồi. Buổi sáng nay nó không lạnh nhưng bây giờ nó bắt đầu lạnh rồi. Ủa. Ném lửa nhanh lên. Bây giờ chắc phải tách mẹ bạn rừng tự nhiên ra thôi. Hoặc bán Zyra đi, review thì mới được ba pháp sư, lại còn được hai nước nữa. Mình phải làm như vậy thôi. Cũng đến lúc rồi. Như thế này thì mới được hai nước các bạn ạ. Còn nó không chỉ được một nước thôi. Nó không rầm rầy lắm. Sẽ cuống rôn một ít thôi. Không được rồi. Fresh 3 luôn. Được. Đã chơi chơi luôn. Nếu mà vô tình mà ra được một con Brand là mình sẽ Neko luôn. Mình mà gặp Brand 2 là mình phải làm vội. Bởi vì có một cái thanh niên á, có hai cái Neko á. Thanh niên này thì sẽ làm một con Brand sớm lắm. Mình bắt Kindred Janna hoặc là On. Nên hai cái Neko rồi. Đây à? Không phải. Đây. Chưa làm. Chưa có gì để làm hết. Giữ máu tốt nhỉ. Rồi, nhiều nhà pháp sư nước quá. Ok. Như vậy là mình chỉ cần đơn giản là đủ được Brand là tốt rồi. Không cần phải đạt điều kiện. À, anh không dùng Brand. À, rồi. Đây. Đúng rồi, anh không dùng anh không dùng mọi người. Mọi người có hỏi ấy, anh có trả lời ấy. Anh không dùng con Vega. À, mình dùng pháp sư nước triệu hồi, mình không dùng pháp sư đủ 6 pháp sư đâu. Mình không chơi đủ 6 pháp sư đâu, mình dùng pháp sư nước triệu hồi á, nên là chỉ thế này thôi nhá. Thì nữa khi mình bỏ thay ra, mình thay con này vào, mình lấy con Nautilus thay con này nữa. Cái deck mà các bạn hay chơi ấy. Thì deck này nó cung cứng đủ mana cho con Brain nó ném. Đó là ok nhất. Rồi ôi, lên mana nhanh, không có cơ hội. Đó, thì các bạn thấy chưa? Ít nước thì mana lên chậm.
nam ra muộn dễ thua. Nếu có nhiều nước thì skill ra brand ra sớm, đam nhiều hơn, giết được bọn nó trước thì win. Đấy, nên là lúc mà có brand phát là mình phải làm brand 2 luôn, mình không phân vân gì cả. Kiếm được con brand ở level này khó như lên trời ấy. Đây là hên lắm đấy. Tuần trước thì mình roll bao nhiêu tiền không ra, tuần này thì tự dưng lại ra. Ok. Fine. Bây giờ phải mình vừa gặp thanh niên này rồi đúng không? May quá. Ủa. Bây giờ là nó bất tử rồi đấy. Bây giờ vừa nãy mình còn giết được, bây giờ không giết được rồi. May quá gặp rồi, bây giờ không gặp nữa. Tech Contract là một tí để nhớ gặp deck Raiden cuồng chiến ấy, nó sẽ không xoay được cùng lúc 3 target. Nhà này cũng bằng nước mình thôi. Còn brand mình ném nó trước rồi, tốt rồi. Xanh chín rồi. Em cái tôi là hiểu chuyện rồi. Ui rồi, mẹ thằng lực điền lắm. Ở 20 rồi. Ok. Ui lạnh thế. Sao phòng mình lạnh thế nhở? À đây, mua Neko thử cho con Maokai nhé. Như đã hẹn thề. Còn nước rồi. Ngon quá. Thôi, tuần này mình không cần phải vội nữa. Tuần sau mình lên level thôi. Bây giờ mình chỉ cần lên level trong cái trạng thái là xếp được tiền là ok rồi. Tuần sau lên thì mình sẽ bỏ con LeBlanc ra, mình thay bằng con Vladimir. Mà thực ra thì cũng chưa cần, bởi vì đằng nào mình chưa có Nautilus cho Rick vào trước được. Giáp với thần cũng là một option tuyệt vời cho Brand. Thời buổi này là thằng nào cũng muốn vào đít Brand hết á. Em nó ngon đòn quá mà. Tuần này không lắp được rồi. Còn ném cái nữa không em ơi? Rồi. Hy vọng, cầu may. Không may được rồi, bài nó khỏe quá. Cá sấu ngủ trong rừng đấy các bạn ơi. Cá sấu ngủ trong rừng mà up level sớm để lấy Kha'Zix. Có Kha'Zix 2 là vẫn giữ thêm Kha'Zix của nhà khác à. Chơi điếm phết. Lành con mang sao đứng cạnh cửa anh ơi, thôi chịu rồi. Phải lều. Thơm vậy. Đi mẹ. Có nhau đích hai rồi. Phê vãi rồi. Con nào trên người đồng đội mình cũng được búp hết. Phép tí lên ba cầm đồ con mẹ thì cũng ngon hết á.
vai lều cho Rick 2 luôn ạ. Bán này roll nhân phẩm ấy. Ok. Wow. Một anh ngang có giới thiệu cho ông bạn ở bên Mỹ tên là cái gì nhỉ? Cụ to như fake à? Hello. Hello, cụ to như fake à? Ừ. Nup, 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 please, nup, please, 2OP. Mẹ người bạn ở bên mẹ Riot Game, vãi lều. Cụ to như fake vừa được anh ngang giới thiệu cho xong. Wow. Hack roll vãi lìn. Cho file luôn à? Lấy một cái găng tay đi. Ôi chết rồi, quên không ấn về nhà bán Vanos đi rồi, được, có phải được thêm đồng không? Xem các nhà có bắt Joric không, mình tranh luôn á, mình cướp luôn á. Giữ luôn. Hầu đéo cho luôn. Hầu không cho lên 2 luôn, bảo lên 2 khó chơi lắm. Bây giờ đang sắp lại mìa 3. Thằng này đồ chưa có nhiều. Ngoài bắt Kha'Zix nuôi Annie. Ok. Nếu mình không kích được lửa chả sao cả. Nếu như mình không có kích được lửa thì cũng chả sao. Ồ, mình phải cho Unthreat dần vào trong một tí chứ. Ôi Brand này, vừa ném xong lại có ulti ném tiếp. Đã ghê. Không phải lên 8 rồi, bài không bị đuối. Khổ quá, xem gặp mình vẫn thua. Này tí làm vuốt rồng. Vuốt rồng cho Brand luôn được. Bởi vì mình thấy mấy team kia có sinh xỉn các thứ ấy. Đấy là mấy con lơm lăng ấy. Cái team cả sống ngủ trong rừng ấy, bọn nó rất hay có cái trò là con lơm lăng nhảy ra phía sau lưng nối dây phát trúng con Brand mình luôn á. Hay là chúng ta chấp nhận đầu tư để giữ cho Rick. À quên, quay trở lại vấn đề kia là cái gì nhỉ? Thôi bỏ con mẹ con này ra đi, nó cũng chả có tác dụng cứt gì cả. Nãy giờ cho làm cục thịt này, để hồi vốn nữa ấy. Cho threat tốt hơn, hai con ném lẻ. Kích được cái hộ vệ ghẻ, không ăn thua các bạn. Thằng chơi cả sầu nó cũng ôm con Rick. Tốt, tốt nó. Đấy, anh em ôm hết Rick đi là ok. À thằng này nó có triệu hồi các bạn ơi. Nó không phải chỉ chơi cá sấu không, nó là chơi deck cá sấu triệu hồi. Rồi ném một lần. Rồi Brand đang, à cái gì, mà phải đang lao chết luôn. Nguyên nói phải lắm. Bởi vì tại sao ạ, anh em tao đông. Đấy, Yorick kìa biến hết rồi. Còn là mãnh thú độc quốc tế này thôi, lúc đầu mình ăn may mình thắng rồi thôi. May, mình đấy, như mình đã nói nhá. Vì mình lúng lúc turn đấy mình thắng được nó trước khi nó lên con scanner 3. Nên mình mới thắng. Chứ một lát, bây giờ gặp lại nó là căng rồi. Bài khó rồi. Bài này giống bài sáng anh chơi đấy, đây là một bài khỏe ở trong meta này. Nếu như muốn cày elo các bạn phải chơi spam bài theo meta. Chứ các bạn cũng không chơi kiểu sáng tạo nữa. Mình nghĩ là chơi bài sáng tạo bây giờ chỉ toang cố mà đâm đầu vào meta mà chơi. Hyperon, mãnh thú Hyperon rừng cá sấu, Hyper, xong rồi nước, pháp sư. Môi lô nữa, cho Nami à. Ôi, con này lên 2 này. À chưa, một con nữa mới lên 2 đúng không? Ok. Thì bây giờ có nó set với chương trình chúng tôi. Đây chúng tôi ok phết. Nhưng nếu cho Nami quỷ thứ môi lô cũng ok luôn. Silent quỷ thứ môi lô. Nếu cho con này thì được cái chương trình chúng tôi, nó nhanh búp hơn. Thì được cái nó set cho Nami.
Xong lại Brand đi, có thêm tỷ kháng phép. Đấy, gặp nhà này bây giờ thua rồi. Nếu mà Brand ném 2 liên tục như này thì có cơ hội. Không được rồi. Ném ra phía sau lưng không? Anh em tao đông. Brand ném cái nào cũng 2 luôn. Brand này nó là thế giới con mẹ rồi. Ném 4 lần đều ném 2. Hack à? Bài này về lết chắc mình thua rồi, nhưng mà ý là bây giờ đỏ vách cả lin. Ấy, mình lại gặp thanh niên này xong rồi, bây giờ mình lại không gặp thanh niên này trong một lúc nữa. Mình lại thở được các bạn ơi, cố tích win trick. Bài này lúc Brand mình này, để ý này. Bài Z nhảy phải. Nhảy trái. Bài Z nhảy phải. Brand do silent. Thua rồi. Up 8 thôi, tiết kiệm quá không được rồi. Up 8, bỏ Nami ra. À không, đủ slot mà, đủ Zyra ăn đi vào luôn mà. Đủ kích lửa mà. Mình có lửa. Không mà nhà Master Yi nhỉ? May quá. Đỡ phải tính lốc. Mấy cái nhà kia có Yorick, đã lên là Yorick 2 cho để mình còn bán cái. Nếu nó bỏ nhiều tiền quá mà nó roll được Yorick 2 chúng ta bán thôi, chúng ta chẳng cần giữ làm gì. Thực ra hơi phí. Hơi phí Nami. Chắc mình bỏ Nautilus đi chứ cần deck gì nữa đúng không? Bỏ 2 Yorick với 2 Nautilus đi. Sinh G. Thằng top 2 mẹ được sinh là G luôn á. Ok. Mình không quan trọng mình nhặt được cái gì. Nhà Solari cũng được. Solari cũng được. Cho Nami cầm để chết. Bóng rôn lấy Trash 3 phát. Nhà Rick. Gặp lại thua mẹ rồi. Ôi, lửa đốt tốt quá. Ôi, thắng luôn. Có đam lửa đốt cơ. Lửa Nami á. Lửa Nami ngon lắm nhở. Ừ, cũng ngon đấy. Nice sir. Còn nữa bạn ơi. Lắc ngọc. Vladimir 2. Rain. Hầu rồi. Hầu tạm vậy. Rain. Nami đi bạn ơi.
Threat Nami bạn ơi. Vào kịp mày quá. Ấn nhanh thế mà không vào kịp nữa thì thôi. Ấn nhanh hết cỡ rồi đấy. Giờ Nami không chết được rồi. Rồi hay lắm, Ren này hai lần. Đỏ quá. Ăn thua không? Rồi Yorick bút muộn quá, quả lốc hay quá, mình để nó cao tờ rồi. Bình tĩnh thôi. Không ăn thua rồi. À, mình để nó cao tờ, mình để nó cao tờ. Mình để nó đặt lốc tốt quá. Đặt lốc được con Yorick. Yorick là thành phần quan trọng của cái team này mà mình lại để nó lốc. Trời đâu, ngu quá. À bọn em nó random ra lốc. Vừa gặp Ruan. Thôi này gặp ồn nào. Bài ồn nào sẽ gắt tờ lắm. À, anh không nghĩ ra đấy, anh không nghĩ ra. Anh không nghĩ ra vụ để lửa cho Nami đấy mọi người. Lỗi 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 anh, lỗi anh, lỗi anh. Tôi để lửa không nghĩ ra thật. Bây giờ tôi để con gì ra? Chả lẽ để con này nữa, nhìn nó ngu người lắm. Mùa nào cũng lốc đúng không? Không phải lo. Ông là hâu ăn đi của tôi á. Chani mẹ em hàng dưới này cũng được. Để ở đây thì tội ở góc đấy đi. Hay thì tội ở hai góc. Bài mua nào dễ cắt tờ hơn mà. Đây là 8 rồi roll ra con 2 tiền nó cũng khó hơn thật nhưng mà vẫn phải ra chứ. Mày ném 2 lần, tốt. Rồi mua nào đi rồi. Bài Ruan đi đi. Ruan win. Đấy, solo bài Ruan này. Vào đặt lốc chuẩn ăn đi rồi. Nice. Bây giờ nhá. Bài này 3 triệu ôi ghẻ. Lực yếu hơn mình nhiều. Lực bài này yếu hơn mình rất nhiều luôn. Thực ra mình đéo hiểu sao thua luôn. Đéo hiểu sao thua. Thề bản này thua nữa bỏ tay luôn đấy. Bài này có gì đâu. Tân vừa rồi kiểu cảm giác khá là hên. Không còn lốc nữa rồi. Ừ, bài này đổi góc Nami đẹp hơn đúng không? Bài này mình nghĩ là đổi góc Nami sẽ đẹp hơn. Đéo hiểu sao thua mà. Hello Thái An, à, cảm ơn Thái An tặng sao, cảm ơn Hiếu Đặng tặng sao nha. Thế sao thua được luôn. Bảo mà, thì đấy là một turn mình phải thắng ấy. Ôi kiếm gần, ôi cộng kinh vãi nồi. 90 là 63 điểm. 63 điểm các bạn ạ.